Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tầng 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc và giờ đây nhật từ xin kính giới thiệu đến với quý vị vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật pháp ta là thường tội thích Quyền Châu nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật lời đầu tiên chúng con cũng tinh thầy có lời chào đến quý khán thính giả nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của bộ Đề Phật Quốc TV kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều an lạc nam mô A Di Đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chúng con kính thầy A Di Đà Phật và nhật từ xin kính chào quý vị À, là đầu tiên. Nhật tường kính chúc quý vị thân khỏe, tâm an và luôn luôn có đầy đủ thiền viên à, được xem chương trình vấn đáp Phật pháp à, và từ đó để chúng ta có thể học hỏi được những lời dạy quý báu của Đức Phật giảng từ trong kinh do thầy Trùng tuyên à, và và khi chúng ta có được cái cơ duyên đó thì à, Nhật tường cũng rất mong là quý vị có thể phát tâm cùng với chức tường chúng ta sinh hoạt trong cái chương trình vấn đắc Phật pháp tại vì khi chúng ta phát tâm sinh hoạt trong chương trình vấn đắc Phật pháp, pháp thì tức là chúng ta câu hành với chư Phật thì chúng ta sẽ phát sinh được cái công đức A Di Đà Phật và cái thú gì tiêu chí của chương trình là luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và gần gũi với cuộc sống của chúng ta hy vọng qua những đề tài ngắn gọn đó chúng ta học được những bài học quý báu để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng như là đời sống tâm linh của chúng ta và hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong Kinh Tương Ân Bộ với chủ đề là Khổ lụy. Khổ lụy này dạy chúng ta bài học gì à, để chúng ta áp dụng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Nhật Tường cùng với quý vị chúng ta hãy cùng nhau lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Giờ để chúng con cùng thỉnh pháp âm của Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. À, xin nhờ cảm ơn đại chúng luôn thương yêu chương trình này và xin cảm ơn Nhật Tường đã có vài lời thưa chuyện cùng đại chúng. Kính thưa liệu quý vị, hôm nay chúng ta đến với một phẩm mới, một chương mới ở trong kinh tương ưng, đó là tương ưng lợi đất cung kính. Chúng ta hiểu rằng từ đây và sau một loạt đề tài đều liên quan tới những nội dung gọi là lợi đất cung kính. Thế Tôn đã sử dụng rất nhiều phương tiện khác nhau, nhiều thí dụ khác nhau, nhiều hình ảnh khác nhau để miêu tả cho chúng ta thấy rằng tai hại của lợi đất cung kính như thế nào. Tức là chúng ta có lợi này, có được này, hoặc là có thọ nhận sự cung kính, nó gây cho chúng ta khổ đau và tai hại như thế nào. Và đôi khi chúng ta thấy những đoạn kinh có phần lặp lại, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng bởi vì nó tương ứng với lợi đất cung kính, cho nên tất nhiên nó phải được lặp lại. Và đề tài hôm nay chúng ta tìm hiểu đầu tiên ở trong nội dung này đó là khổ lụy. Khổ lụy khi chúng ta đối diện, khi chúng ta đắc chúng ta có được à, danh lợi và cung kính như thế nào. Thưa liệu quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại vườn cấp cô độc rừng Thở Đa thành Thất La Phiệp. Thì lúc bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo như thế này. Này các tỳ kheo khổ lụy khổ lỵ là các lợi đắc cung kính danh vọng các lợi đắc tức là có được cái gì có được có được cái món lợi nào đó rồi có gì có được sự cung kính của người khác rồi gì có danh tiếng à, có có danh vọng Thế Tôn nói rằng thật là đánh cây ác độc là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn khối các khổ ăn. Những lời dạy này là những lời dạy khai thị có tính là trực tiếp, trực chỉ cho chúng ta thấy. Khi ở trong tâm chúng ta mà chạy theo, chạy theo gì? Lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Chúng ta mong cầu có được nó, chúng ta tìm kiếm có được nó. Nó có được rồi, ở trong tâm chúng ta lại hân hoang, chúng ta lại muốn giữ gìn, chúng ta lại muốn đi làm thêm cho cái danh tiếng đó, cho lợi dưỡng đó càng ngày càng nhiều hơn, càng to lớn hơn. Ở trong tâm chúng ta, một khi đã xuất hiện những pháp như vậy, xuất hiện những yếu tố đó, thì ở đây Thế Tôn nói rằng thật là đánh cây. Bởi vì vạn vật vô thường, nó không bao giờ thú đắc được. Rất là, rất là ác độc. Danh lợi, cung kính, danh vọng, tất cả những điều này đối với người tu hành rất là ác độc nếu như chúng ta không khéo giữ gì mà thế tôn nói rằng nó là pháp chướng ngại để chúng ta đắc uh, gọi là chứng đạt vô thượng an ổn vô thượng an ổn niết bàn không thể nào trong đó có cái mùi danh lợi được và nó chỉ là khô ích cho người tu hành mà thôi cho nên thế tôn nói cho vậy này các tỳ khéo cần phải học tập như sau đối với lợi đắc cung kính danh vọng đã đến chúng ta hãy từ bỏ chúng đối với lợi đất cung kính danh vọng chưa đến chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và tâm hãy an trú ở trong sĩ ở trong niết bàn cho nên đây là một điều khó bậc thanh văn thường viễn ly thế gian để cho trong tâm luôn được an trú trong trong pháp lành trong thiện pháp nhưng ở trong cuộc đời này hành Bồ Tát Đạo thì sao thưa quý vị? Không không có phương tiện hành pháp thì làm sao hành pháp? Cho nên đất lợi cung kính danh vọng Nó chỉ là cái phương tiện đối với những người hành Bồ Tát Đạo Nhưng hãy cẩn thận giữa giữa phương tiện và sự nhiễm đắm Hai điều đó nó rất gần với nhau chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sử dụng danh lợi cung kính như là một loại phương tiện nhưng khi có được nó trong tay rồi chúng ta không khéo phòng hộ nội tâm của mình thì lúc bây giờ nó nhiễm vào tâm của chúng ta hồi nào chẳng hay và như vậy chúng ta sẽ mất đi cái khả năng chứng đạt những cái pháp gọi là vô thượng an ổn cho nên thế tôn khuyên chúng ta phải cẩn thận đừng để chúng xâm nhập vào trong tâm mà hãy an trú ở trong pháp giải thoát như vậy cần phải học tập những điều đó. Đó là đề tại đầu tiên. Đó là nguồn gốc khổ lụy sinh ra từ lợi dưỡng cung kính A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đề đầu kính di ân thầy đã hướng dẫn cho chúng con và khán giả đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp trực tiếp qua chủ đề khổ lị à, giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con được mở đường dây lên trước khi chúng con thưa chuyện với đại chúng. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. À, phật giờ kính thưa quý vị đường dây điện thoại hiện giờ đã được mở lên À, đã, hai số điện thoại trên màn ảnh là hai số điện thoại dành cho quý vị cùng với Nhật Tường. À, chúng ta sinh hoạt trong buổi vấn đáp và pháp ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị có những câu hỏi hay qua cái chủ đề rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Đó là vấn đề và lợi đắc cung kính danh vọng thầy tham đắm được như vậy. À, cho nên à, Nhật Tường rất là hy vọng là những quý vị theo dõi và hiểu và có những câu hỏi để cùng nhau sinh hoạt nha. Và trong lúc chờ quý vị gọi vào sinh hoạt trong buổi vấn đáp và pháp ngày hôm nay thì Nhật Tường cũng như thường lệ sẽ đặt một vài câu hỏi giao duyên. Hy vọng những câu hỏi của Nhật Tường đã không xa với chương trình lắm. Xin quý vị lương tình và tha thứ cho A à, Di dạ Phật và dạ, kính thưa quý vị qua chủ đề này chúng ta cũng đã thấy thì thầy giảng rất là dễ hiểu đối với chúng ta à, những phần như là lợi đắc cung kính à, danh vọng đã đến thì ở đây có điều mà nhiệt tường chắc lẽ quý vị cũng 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 có câu hỏi giống như vậy là trong kinh đức phật nói là à, đối với lợi đắc cung kính danh vọng đã đến chúng ta sẽ từ bỏ chúng vậy câu hỏi ở đây nhật tường xin đặt ra như thế này khi đã đến rồi thì từ bỏ chúng Vậy từ bỏ bằng cách nào? Từ bỏ ở dưới là cái hình tướng hay là từ bỏ nơi tâm? Chúng con kính thầy. Vậy Phật. Đây là một câu hỏi rất là hay kính thưa đại chúng. Thưa được quý vị, nếu như có cơ hội từ bỏ cái sự gần gũi với chúng, chúng ta cũng nên từ bỏ. Nhưng nếu như chúng ta dùng nó như một phương tiện để chúng ta hoàn pháp lợi sinh, thì chúng ta phải cảnh tỉnh tâm của mình thường trực. Đây là điều mà chúng ta phải cố gắng chúng tôi cũng vậy thưa liệu quý vị khi sử dụng tài sản của phật tử sử dụng cái sự đóng góp của 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 của, của đảng na thí chủ chúng tôi cũng luôn cảnh giác điều này à, có khi những cái phương tiện hoàn pháp nó càng ngày nó càng nở rộng ra nó càng ngày nó càng nhiều hơn à, chúng tôi cũng thường canh chừng mình là mình có bị nhiễm đám hay không mình có bị tham luyến ở trong này hay không giật vô thường đó nó có cái sức là cám dỗ mơ quẹt mình ở trong đó hay không mình có hãnh diện nó hay không mình có say đắm có thích thú nó hay không những điều này phải tự đặt câu hỏi với lòng của mình đây là một điều mà chúng ta tự mình nghiêm túc với suy nghĩ của mình không ai hiếu nối không ai hiếu nối bản thân mình bằng chính bản thân của mình do vậy mà thưa các vị trong trường hợp nếu như không thể viễn ly được thì chúng ta nên sử dụng nó như là một loại phương tiện. Chúng ta không có nên giải thích theo cách lãng tứ, tức là tất cả đều là phương tiện, phương tiện. Chúng tôi cũng nghe câu nói này nhiều lắm, nhưng mà được mấy người xem phương tiện đích thật hay là miệng nói phương tiện nhưng tâm nhiễm đắm. Cho nên đây là một điều mà tự mình phải cân nhắc nếu như mình thấy rằng mình thọ dụng cái lợi đắc cung kính đó mà tâm mình nó say đắm thì chúng ta nên viễn liệt còn nếu như tâm mình nó nhẹ nhàng nó nó, nó 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 tự tại an lạc thì vấn đề đó chúng ta thấy không có sao hết cả đây là điều mà tự mình phải biết lấy mình A Di Đà Phật A Di Đà Phật giờ chúng con xin kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật và kính thưa gì đó là câu hỏi của nhật Tường mới vừa xong và kế đó thì nhật tường cũng suy nghĩ như thế này khi mà một bộ bậc chân tu à, là trụ trì của một ngôi chùa một người có đạo cao đức trọng thì dĩ nhiên sẽ được phật tử hưởng ứng phật tử à, đến ủng hộ và tự nhiên là mình có đức độ thì tự nhiên người ta sẽ đến người ta sẽ mến và sẽ phát thanh cúng dường để chi để được phước thì có bao như trường được đặt ra đây nếu mà cái ngôi chùa đó mà được đầy đủ phước đức được phật tử cúng dường là dư trước mà dư sau thì như vậy thì một trong những cái phương tiện mà nói về hình tướng mà muốn từ bỏ là mình có nên tổ chức nhiều chiến từ thiện giúp đỡ dân chúng ở khắp nơi nghèo như vậy, một hoặc khác là mình dùng cái tiền của cải của người ta cúng với thầy để mà phân phát ra như vậy một cách để mình từ bỏ cái sự phước pháp. Cái đó anh Nhật Tường nói là một cái lý thuyết nhưng mà trong chánh pháp thì nó không có đúng. Yeah. Tại vì sao? Bởi vì khi nhận của thí chủ, lúc đó phải hiểu rằng là tâm nguyện của thí chủ là gì à. cho nên là mình không có tới tùy tiện hướng cái mục đích cúng dường của người này sang một ý nghĩa khác oh. thành ra là khi ngay khi nhận là phải thưa là cúng vào cái gì mục đích gì hey. à, và mục đích sai chùa thì mình sai chùa không có chuyển cái mục đích sang hướng khác tại chuyển sang hướng khác á, nó sẽ làm mất phước của người ta bởi vì tâm người ta không có hướng tới đó và mình người điều hành sử dụng của tam bảo mình sẽ có lỗi cho à, nên không có được hướng cúng dường hướng cái, 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 cái vật cúng dường sang một nơi khác là điều phi pháp ừ. và khi mà à, mình đã như vậy rồi thì à, mình đâu có quyền còn nếu như mình thấy nó có dư thì mình không có nhận đó, đó là cái vấn đề mình quyết định ngay khi mà cái phẩm vật đó đến với mình đến với chùa chứ không phải chúng ta cứ nhắm mắt tha hồ mà tích lũy tức là tới lúc tự, tự nhiên chúng ta thấy nhiều quá không biết làm mà thôi đi cho không có được như vậy sự sự như vậy đó là cái của là của mình hay sao không ừ. phải đâu à, người xuất gia trong tâm không có thọ nhận không thọ nhận thì sao gọi là của mình cho nên xem là cái phương tiện đó hoàn pháp lợi sinh mà thôi phải hiểu cái điều đó một cách rất là nghiêm túc mới được hay gì đà phật hay gì là phật dạ chúng con kính cảm ơn thầy nhưng mà đó câu hỏi con cần phải hỏi thầy tại vì biết đọc Phật tử người ta muốn nghe muốn hiểu và dạ. câu hỏi kế tiếp của con nói về cái sự mà từ bỏ lợi đắc cung kính danh vọng này cái câu hỏi này hơi tế nhị chứ hết con xin thầy tha thứ cho con mình ở đây con, con câu hỏi con muốn đặt ra là thầy cảm thấy là cái trách nhiệm thầy càng phải nặng nề hơn khi thầy thọ nhận một cái sự cúng dường của Phật tử hay không đối với đối với cái sự tu tập của thầy à, kính thưa đại chúng anh nhật tường phóng dấn thầy <laughs> Thì kính thưa quý vị, ở thầy thì rất là đơn giản. Ngày xưa thì thầy còn lo ngại, thực sự lo ngại như vậy. Nhưng bữa nay thì rất là đơn giản. Bữa nay thì cũng như là mọi cái mục đích nó có sẵn hết rồi. À, Phật Quốc này thì tất cả tài chánh tiền nào nó theo cái món đó hết rồi. Nó theo cái duyên đó hết rồi. À, thì không có vấn đề gì mà phải cân nhắc nữa. Ai muốn cúng xây dựng thì xây dựng. Ai muốn bác hương tích thì hương tích. Ai muốn cúng dường cho giáo thọ thì là giáo thọ. Ai muốn ủng hộ cái chương trình à, xây dựng đại học với nhiều cái ý nghĩa khác nhau thì là ý nghĩa khác nhau. Và cũng có rất nhiều Phật tử rất phóng khoáng à, tin tưởng cái, cái, cái sự sử dụng tài chánh à, cẩn thận của chúng tôi mà thường nói một câu rằng là tùy nghi sử dụng. Tùy thầy thấy nó thích hợp như thế nào, có lợi ích ở trong Phật Pháp thì thầy cứ sử dụng. Có một số Phật tử rất là rất là phóng khoáng như vậy và tin tưởng như vậy thì chúng tôi cũng rất là dễ sử dụng cái đồng tiền còn nếu như không thì không có giá nói ra, thưa các vị chúng tôi có khi rất là mấy móc ngày xưa cũng vậy à, người ta cúng dường sai chùa mình mình đâu có thể lấy tiền đó mình uống thuốc tại vì tiền đó cúng sai chùa là sao cho Phật mình làm sao mình uống thuốc được mình là tên làm sao mình sử dụng cái cô đó được mình sẽ bị suy giảm phước báo ở trong đó do vậy cho nên nhiều khi bệnh không có dám mà lấy tiền xây chùa để đi mua thuốc uống và có một số vị nói rằng thầy sao mà mấy móc quá đâu biết lúc nào thầy bệnh đâu mà đưa tiền à, chẳng hạn như vậy nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cứ y theo kinh theo luật đức phật cho phép mình làm tới đâu vậy mình làm những gì và đặc biệt là sử dụng cái của phải của mình thì mình rất là nhẹ nhàng và dạ, mời các vị đặt câu hỏi À, Di Phật, dạ kính mũi gì đặt câu hỏi ạ? À? Dạ, yeah. dạ, à, yeah, cảm ơn anh. À, à. Cô cứ nói Tôi, liên cứ tục. Hỏi thầy là anh như 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 thầy nói là, là những cái khoản tiền cúng dường á, tùy để cho thầy tùy nghi sử dụng thì, thì khi mà mình cúng dường như vậy mình để là cúng dường tam bảo phải không ạ? À? Dạ, thưa thầy, có xin hỏi như vậy. Cảm ơn cô, cho câu hỏi rất là hay ở à, Di là Phật, con thỉnh thầy Dạ, um, yeah. kính thưa đạo hữu Chữ cúng dường tam bảo là nó chia ba đó Chia ba là cúng dường tam bảo là chia ba Là một khoáng Phật, một khoáng Pháp Và một khoảng tăng à, Khoáng Phật là cái khoáng để thỉnh tượng Để người xây cái điện Phật Trang hoàng những gì ở trong điện Phật Bởi vì đó là của Phật rồi cái cái, cái uh, món của pháp Pháp thì lúc đó là mình ấn tâm kinh, mình trang bị kinh sách, tài liệu học tập để cho học Phật pháp nó được giữ gìn. Còn Tăng là là chỉ chung cho tất cả những vị xuất gia ở trong một trú xứ đó. Ví dụ như bây giờ ở tại trú xứ Bồ Đề Phật Quốc có 10 vị sư ni, có tất cả là bốn thầy trò tăng. À thì ở trú xứ của tăng, ni ở trú xứ của ni. Nhưng mà mười bốn người, thì khi các vị nói rằng là cúng dường cho tam bảo, thì tự nhiên thầy phải chia làm ba phần, một phần là cho đỡ dành phật, một phần pháp và một phần nữa tăng tăng thì trong đó chúng tôi sẽ chia làm mười bốn phần. À, như vậy thì cứ chú chia như vậy và cái số tiền đó chúng tôi sẽ sử dụng ở trong số tiền đó, ví dụ như để đi chợ cho các vị ăn uống hay là trả tiền ga, tiền điện, tiền biêu này kia để sinh hoạt ở ni viện chẳng hạn như vậy, à, thì chúng tôi rất là rõ ràng cái điều điều này. Chúng tôi cũng không dạ gì mà nợ của nợ của đỡ tử mình. Tại vì sao? Bởi vì mình làm thầy đi nợ đỡ tử làm chi? Thành ra là à, của người ta cúng dường tam bảo thì cứ chia cho tam bảo. Tam bảo cái cách chia nó là như vậy đó, à, rất là rõ ràng. À, đó là một cái điều mà mà người sử dụng của thí chủ phải tự biết điều này. A Di Đà Phật cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi A Di Đà Phật chào dạ, chúng con kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật chào dạ, kính thưa quý vị à, nói tới à, sử dụng của cái tam bảo hay là sử dụng của mà đàn na tính thí Phật tử cúng dường cho chùa đó thì Nhật Tường nhớ là hồi đó đó Nhật Tường có phát tâm gửi cúng dường lên vàng Phật thánh thành thì cái bao thơ của Nhật Tường gửi vô á thì gửi lên đó đó là trên đó quý thầy chở hay là quý sư cô dùng cái bao thơ đó lật ngược trở lại rồi gửi lại ở ngoài viết địa chỉ lại thôi chứ không dùng một cái bao thơ mới nữa tức là cái nào không cần thiết phải dùng một cái mới là không cái mới thì tất cả của nơi ở chùa đều là do tự sự cúng dường của phật tử cho nên ngài tiên Quá dạy rằng phải biết cái sự là khổ nhọc cực khổ của phật tử khi người ta phát tâm cúng dường đó là vậy ở đây thầy ở đây cũng đang học cái hành đó và kính bạch thầy câu hỏi kế tiếp của con là như vậy nè cái kế tiếp là đức phật dạy là đối với lời đất cung kính danh vọng chưa đến chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an chú. Như vậy thì đặt trường hợp như là một cái ngôi, ngôi thiền tự hay ngôi chùa đó thiếu chức hụt sao thiếu thốn mà mình cũng trông chờ đó có ai đến để mà hỗ trợ. Mà như vậy thì cái tâm mình trông chờ gì có phải là nó xâm chiếm cho mình không thầy? Vâng đúng rồi, cái đương nhiên rồi. Tại trong tâm mà mong cầu cái sự đắc lợi đắc cung kính đó là nó nó đó đã xâm nhập vào tâm chúng ta rồi. Cho nên um, kính thưa đại chúng có những điều mà chúng ta xử sự nó khó phải rất là tinh giác. Chiều hôm nay chúng tôi có nhận được một cái bì thư gửi tới Bộ Đề Phật Quốc. Không có ghi rõ mục đích làm gì. Và chúng tôi cứ suy đoán thôi. Đó là có thể vị này yếm trợ cho chương trình bát cơm hương tích. Bởi vì ở trong bì thư đó có một cái phong bao lì xì. Và phân bao lì xì đó chỉ có một đô la mà thôi. Và chúng tôi nghĩ rằng trong một đô la đó là nó thích hợp cho một phần ăn của bát cơm hương tích. Cho nên chúng tôi cho vào cái quỹ của bát cơm hương tích một đô la của một Phật tử xa gửi tới. Và chúng tôi vừa làm sao hả? À? Mình phải... Nếu như mình không có báo cho người ta biết rằng mình nhận được thì mình thành ra vô phép. Hoặc giả nó thư đi lạc thì sao hoặc là hoặc là người ta nói rằng mình làm việc không có sổ sách giấy tờ như vậy thì có thể là có cái nguy cơ lạm dụng trong đó thì sao cho nên chúng tôi đành phải phải viết một cái receipt rồi bỏ một cái phong thư trịnh trọng với một con tem để hồi âm lại cho rõ ràng nhưng thưa các vị nếu như chúng ta cân nhắc là cái lợi lời lỗ thì một đô la <cười> <cười> thì không biết là cái bông thư <laughs> rồi cái công tiêm rồi cái này kia nó tốn bao nhiêu tiền hả à? tốn tốn bao nhiêu công sức hả à? nhưng mà bây giờ làm sao phải xứ sự, sự như pháp thôi chúng tôi nghĩ rằng xứ sự, sự như vậy đó là đúng chanh pháp ừ. còn người nào ví dụ như không cần nhận ship thì họ ghi chữ vô họ nói họ không cần nhận ship thì mình sẽ làm theo còn nếu như họ đối im thì tự nhiên là mình phải báo cho họ đó là cái chuyện tự nhiên của của một người lịch sử làm việc thôi thành ra thưa quý vị như vậy thì ở đây chúng ta xứ sự như pháp thành ra nếu như thiếu thốn tìm cái phương tiện để phụng sự đại chúng bằng trí tuệ thanh tịnh nó khác với cái gì cái tham cầu tham cầu nó khác hả à? cái tham cầu tức là cái lòng tham nó ríu rít ở trong nội tâm nó ríu rít mà không được thì nó sinh khổ đau hạt giả nó nghĩ những cái chiêu gọi là hạ sách những cái chiêu tâm thương, những cái chiêu mà phi pháp để chi để có được cái món lợi dưỡng đó là do lòng tham thúc dục mà tạo ra ác nghiệp thành ra do vậy chúng tôi nghĩ rằng ở trong chánh pháp bất cứ một vị tu hành nào sống ở trong chánh pháp thì cũng tùy sức của mình mà hành đạo ngày xưa có một số vị nói rằng chúng tôi chúng tôi um, không có tiền mà ôm đồm mua một cái cơ sở nhiều tiền để rồi phải nợ nần tôi kính thưa là quý vị nếu như chúng tôi không phát đại tâm xây dựng đại học thì chúng tôi mua làm gì chúng tôi không biết mua để làm gì mà trong khi mình là nằm xuống có chút xíu cái giường nhỏ nhỏ rồi coi như là anh muốn có chút xíu vậy thôi à, cho nên vì vì phát tâm đại sự thành ra phải lo và lo như vậy là lo cho mọi người Thành ra có được thì cũng được, không được thì cũng không sao Tại vì có được là cái phước của đại chúng được hướng cái phước báo đó Còn không được thì đại chúng cỡ như là chưa đủ phước vậy thôi Chỉ đơn giản vậy thôi Như vậy thì trong tâm nó nhẹ nhàng thanh thản Thành ra mới có thể được chăm sóc một cái đạo tràng nhiều công việc Nhưng mà vẫn có thể an trú trong sự thanh thản để giảng những bài kinh cho đại chúng đây là cái bài học kinh nghiệm của bản thân của chúng tôi. Nói nó dễ nhưng mà không có dễ chút nào. Chúng ta thường hay có cái thói quen là lo lắng. Nhưng có lẽ rằng từ lúc nhỏ chúng tôi đã quen sống ở trong môi trường thiếu thốn và lo lắng trước sau. Thành do vậy mà ở trong tâm nó quen chịu đựng. Còn nếu như mà trong tâm ai không quen chịu đựng, nhất là những vị mà sống ở trong cảnh sung túc đầy đủ mà rơi vào cái chỗ thiếu thốn thì trong tâm rất là khổ não. À, cho nên điều này phải tu rất rất là nhiều và có công phu chứ còn nếu không thì không có chịu nổi đâu. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. Giờ đạo Phật chào dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Thầy hiểu ý con luôn, con chưa hỏi thầy cái câu là chẳng hạn như là thiếu thốn phải làm sao thì thầy đã giải luôn rồi. Giờ đạo Phật dạ, kính thưa quý vị. À, nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng nhất thọ khai qua vạn thọ hương. Nhờ thầy có cái ý nguyện phát cái tâm xây dựng cái trường đại học mà ngày nay có cơ sở, mà nhờ có cơ sở đó mà rất nhiều Phật tử đã biết được Phật Pháp Học Phật Pháp Như vậy thì không phụ cái công ơn của chư Phật Quý vị ạ à. Giê-độc à, Phật và dạ, Kính Thầy Thì giờ đây thì cái phần đầu của cái khổ lụy Con cũng đã hỏi hết rồi Giờ đây con xin Thầy cho chúng con cái thông điệp của chủ đề này Trước khi mình bước sang chủ đề kế tiếp à, Dạ kính thưa quý vị Thông điệp của chủ đề này Chỉ có một chữ thôi Đó là khổ lụy Bản chất của lợi đất cung kính Ở trong đó Nó mang theo sự khổ lụy cho nên khi chúng ta đối diện với một món lợi, chúng ta thủ đắc một cái gì đó, hoặc chúng ta nhận được sự cung kính tôn trọng của người khác, chúng ta phải cẩn thận, ở trong đó có sự khổ lì. Và, và chúng ta hãy khéo phòng hộ tâm của mình, có được cái tâm mình đã từng đám lụy trong đó thì hãy từ bỏ. Còn nếu như nó chưa đám lụy thì phải cẩn trọng giữ gìn an trú trong chánh niệm hiện tiền nếu không khéo sẽ bị đám lưỡi trở lại đó là thông điệp của chúng ta a di đà phật a di đà phật chúng con kính cảm ơn thầy giờ đây chúng con thỉnh thầy bước sang chủ đề kế tiếp là chủ đề lưỡi câu a di đà phật kính bạch thầy dạ kính thưa là quý vị chủ đề lưỡi câu này là cũng nằm ở trong phẩm tương ưng cung kính à, tương ưng lợi đắc cung kính và chúng ta cũng tự hiểu ra rằng lợi đắc cung kính nó không những gây ra khổ lũy đó là cái quả báo của nó mà nó cũng còn là dẫn dắt ràng buộc trối chặt chúng ta như là gì như là một cái lưỡi câu hay nói cách khác lợi đét cung kính nó như là cảm bẫy đẩy chúng ta tới chỗ khổ lị. nó như là lưỡi câu kinh thế tôn nói như thế này khổ lụy đó là những người đó là gì đó là các lợi đét cung kính danh vọng thật là cây đáng độc ác nó là pháp chướng ngại để chúng ta đạt đến vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Ví như này các tỳ kheo, ví như một người câu cá quen một lưỡi câu ngắn có mồi thịt vào ở trong hồ nước sâu. Một con cá có mắt thấy mồi thịt nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy này các tỳ kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị Người câu cá muốn làm gì thì làm. Người câu cá ở đây chỉ cho cho ma lưỡi câu chỉ cho gì? Chỉ cho lợi đất cung kính danh vọng. Này các tỳ kheo, thọ ai thọ hướng ái luyến lợi đất cung kính danh vọng đã đến thì được gọi là tỳ kheo đã nuốt lưỡi câu của ác ma bị rơi vào bất hạnh bị rơi vào tai họa bị ác ma muốn làm gì thì làm như vậy khổ lụy nó là đến từ đâu từ lợi đất cung kính nó là pháp chúa ngài khiến chúng ta không đắc được vô thượng an ổn do vậy này các tỳ kheo các ông phải học tập như sau đối với lợi đất cung kính danh vọng đã đến chúng ta hãy từ bỏ chúng và đối với lợi đất cung kính danh vọng chưa đến chúng ta hãy không để chúng xâm chiếm tâm và an trú các ông hãy học như vậy từng câu từng lời ở trong này hết sức là tuyệt diệu kính thưa liệt quý vị chúng ta thấy rằng ma là chỉ cho người thả thả câu thả danh câu còn lưỡi câu kia là chính là gì? Chính là lợi đất cung kính và danh vọng. Lợi đất cung kính và danh vọng nó y như là lưỡi câu mà chúng ta nuốt vào khó nhả ra. Đã nuốt vào rồi thì tâm chúng ta bị nó sai sự, bị nó dẫn dắt và lúc bây giờ ma nó tùy tiện muốn làm gì thì làm, chúng ta mất đi sự tự do. Do vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận Ai muốn đạt đến vô thượng an ổn thì phải cẩn thận cảm bẫy của lợi dưỡng cung kính danh vọng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật. À, kính thú gì mới vừa rồi cũng là cái chủ đề là chủ đề lưỡi câu rất là dễ hiểu quý vị và một lần nữa như tường cảm thấy đây là những bài học mà nó gần gũi với cuộc sống chúng ta. Tuy rằng chúng ta không phải là bị dính vào cái lưỡi câu nhưng mà hàng ngày chúng ta cũng dính vào một cái lưỡi câu vô hình và lưỡi câu đó là tài sắc danh thực thì. Mọi khi chúng hình như là ai cũng bị hết. Và bị như vậy thì vì hình như là bị nó điều khiển, muốn làm gì thì làm. Nếu chúng ta không có một cái tâm linh nương tựa thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ rất là nhiều khổ đau. Cho nên từ chỗ đó mà Nhật Tường mới đặt ra câu hỏi như vậy. Ai Di Đà Phật và Kinh Bạch Thầy, đây là một bài học rất là quý báu trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Mà nếu mà chúng con không muốn tránh né được những cái điều Như là cái lưỡi câu người mà như vậy Thì chúng con phải Phải là Tụi đầu tiên chúng con phải giữ giới phải không thầy Rồi sau đó chúng con phải làm gì hàng ngày tụng kinh, nghe pháp Hay là như thế nào để mà mình Có được cuộc sống mà tránh né những cái cảm bẫy như vậy ừ. à, Kính thưa đại chúng Ông bà mình ngày xưa nói một câu thế này Nhân phi nghĩa bắt giao Vật phi nghĩa bất thú Nhân phi nghĩa bắt giao Có người không có nghĩa không có tình thì chớ có giao hảo với họ con người sống đoán hậu chúng ta giao hảo với họ họ sẽ làm hại mình vật phi nghĩa bất thú tức là cái vật đó không phải là cái vật trong chánh nghĩa thì đừng giữ trong thân của mình đừng giữ trong tay của mình ở đây cũng như vậy kính thưa quý vị chúng ta sống ở giữa cuộc đời này giữ giới một cách trang nghiêm thì dĩ nhiên nó sẽ né tránh những điều này rồi học pháp thì mình nói mong luôn quá nhưng chúng ta hãy hiểu rằng phương tiện tồn tại ai cũng cần lấy nó nhưng phòng hộ tâm tham của mình tâm tham nguy hiểm nhất cái tâm tham mình nó sẵn có rồi nó đi tìm kiếm thức ăn và người ta thấy ra mình cần sự cung kính thì người ta thấy ra sự cung kính rồi người mình cần danh thì người ta cho mình danh mình cần lợi người ta cho mình lợi và cung kính và danh và lợi như vậy người ta đã đã dâng ra rồi mà tâm tham mình rơi vào đó thì thôi xong ừ, chúng ta sẽ trở thành một cái con cá ngậm mồi và đi theo lưỡi câu đó chứ không thể nào ngừng lại được cho nên đây là cái điều mà nguy hiểm và chúng ta hay học cái phép quán chiếu trong bài kinh này khi nghe lời dạy này đó là tâm chúng ta đã từng đám lụy trong điều này thì hãy nên từ bỏ. Còn nếu như mà chưa đám lụy thì chúng ta hãy hãy nên là phòng hộ và an trú. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính cảm ơn thầy. Thầy mới vừa nhắc hai chữ là phòng hộ, phòng hộ tâm tham. Vậy phòng hộ bằng cách nào? Bằng cách là mình quán chiếu tất cả các pháp đều là không hay là sao? Kính bạch thầy để mình phòng hộ cái tâm đó. Dạ kính thưa đại chúng. Phòng hộ đây Tất nhiên có nhiều cách trong cuộc sống hàng ngày chưa có muốn tham thì việc công phu nó được thể hiện với nhiều cái, cái phương tiện khác nhau. Thành ra chúng ta không có đưa ra bất cứ một loại phương tiện nào ở đây. Mà Thế Tôn đã nói rằng này các tỳ kheo các ngươi hãy tìm phương tiện để thành tựu pháp này. Cho nên cái phương tiện ở đây tùy vào hoàn cảnh sống, tùy vào năng lực của chúng ta, tùy vào trình độ của chúng ta, tùy vào sở thích của chúng ta hoặc là tùy vào cái thế trạng khỏe mạnh hoặc là gầy yếu của chúng ta mỗi người chúng ta không có được rập khuôn theo một phương thức của người khác cái phương thức mà chúng tôi thành công chưa chắc thì các vị thành công phương thức của các vị thành công ngược lại chúng tôi cũng vậy chưa chắc gì có thể thực hiện được à, di đại phật chào kính bạch thầy à, trở lại vào cái chủ đề của cái uh, lưỡi câu này thì câu hỏi của con kế tiếp con đặt ra là như vậy nè ở trong kinh tứ thập nhị chương có đoạn nói rằng là à, khi danh lợi đã đến mà người không chịu buông bỏ, chẳng khác nào cái mặt nó dính ở trên lưỡi, chẳng đủ để một bữa ăn ngon. Nếu trẻ con liếm vào có thể bị đứt lưỡi, thì cái đoạn kinh đó nó có giống na ná như cái phẩm này Đức Phật dạy không kinh Bạch? À, vâng, kính thưa quý vị ý nghĩa của nó cũng như vậy. Dạ, A Di Phật. A Di Đà Phật. Dạ, Phật. Cho vậy thì thầy đã giảng xong về cái chủ đề rồi cũng như hồi nãy thầy giảng về phòng hộ của tâm tham. Giờ dạ, đây chúng con xin phép thầy cho chúng con cái thông điệp của chủ đề đó. Dạ, kính thưa đại chúng chúng ta nên nhớ chúng ta đang đang tiếp xúc với kinh tương ưng phẩm lợi đắc cung kính cho nên thế tôn dùng vô lượng phương tiện vô lượng thí dụ để đưa hình ảnh này hình ảnh nọ khai thị cho chúng ta thấy là chúng ta đang sống ở trong lợi trong đắc trong cung kính khi tâm chúng ta tiếp xúc với những cái hoàn cảnh như vậy chúng ta phải hết sức là cẩn thận với bản thân của mình bởi vì ở trong đó nó có cảm bẫy ở trong đó nó có những điều nguy hiểm mà tâm chúng ta có bị nhiễm đắm trong đó hay không. Nếu như bị nhiễm đắm thì phải hiểu rằng nó là pháp chướng ngại cho đạo giải thoát. Nó nó khiến cho những gì gọi là khả năng đắc vô thượng an ổn của chúng ta không thể thành tựu. Do vậy mà chúng ta phải tự phòng hộ mình. Mà Thế Tôn nói rằng nó khổ lụy, nó khổ lụy, nó thật là cây đánh, nó thật là ác độc. Nó rất cây đánh, rất ác độc. Chúng ta Thái Thế Tôn tuyên bố những lời như vậy không có đơn giản chút nào. Một ông vua mà nghe nghe cái lời mà cung kính nịnh nọt của quần thần, Đó rồi chính những người quần thần đó họ xóa ngôi thậm chí họ sát hại. Ở Trong lịch sử chúng ta đọc chúng ta thấy nó thật là cây đắng, thật cây đắng. Nó rất là nó rất là ác độc. Nó nứt ở trong cái 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 lời và cung kính đó. Người ta lệ lệ cung kính như vậy nhưng mà người ta giết mình hồi nào không hay người ta cho mình tiền nhưng mà người ta giết mình hồi nào không hay người ta cho mình cái danh nhưng mà người ta cười cợt mà ta thấy mình ta có chỗ chết hồi nào không hay và đặc biệt nữa là gì là mạng chết thân chết thì còn phần đành rồi nhưng tâm chúng ta nó đắm nhiễm trong đó nó hôn ám trong đó đó mới là điều đáng sợ nhất thành ra những điều như vậy chúng ta phân tích sâu sâu hơn thì chúng ta mới thấy thật là khủng khiếp và nếu như không khéo thì chúng ta sẽ rơi vào tai họa đời sống chúng ta sẽ bị ma nó dọn dắt, ma là ma danh ma lợi những cái loại ma như vậy đó nó làm hại cho cái đời sống an ổn của chúng ta và thế tôn khuyên rằng ai mà lỡ phạm rồi thì hãy từ bỏ ai chưa phạm thì sao hãy khéo phòng hộ đừng để cho tâm mình bị xâm nhập bởi lợi đét vả cùng kính hãy sống một đời sống an trú trong chánh niệm tinh thức a di đà phật giờ chúng con kính mời thầy đã ban bố cho chúng con cái thông điệp của chủ đề vừa rồi. À, trước khi con thỉnh thầy bước sang cái chủ đề kế tiếp, à, thầy cho con hỏi một cái này à, cũng giống như hồi nãy thầy nói, thầy không thể nào đưa ra một cái phương thức nào ai cái thầy tu chưa chắc gì người khác có thể thành công được mà người khác tu chưa chắc gì người kia có thể thành công được. À, có một làng con tham dự một cái khóa tu mùa đông ở một ngôi chùa lớn, thì có một bậc chưa Tôn Đức ngài nói rằng là nếu trong cuộc sống chúng ta chúng ta có rất là nhiều cái sự khổ đau có nhiều cái sự khổ lụy thì chúng ta kết duyên ai hình như ai cũng kết duyên về qua ngày quan thế âm bồ tát nếu chúng ta phát tâm trì chú 10.000 lần chú đại bi trong vòng một năm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chuyển hóa được cái nghiệp giống như là chúng ta cũng từ đó mà có được cái trí tuệ và tránh khỏi đi những cái cảm bậy cũng như là cái tâm phòng hộ này hả thầy à, thưa anh nhật thường kính thưa đại chúng có một phật tử tại san diego đến ở tại bùi được phật quốc và thưa với chúng tôi rằng là Thầy nói tụng chú Đại Bi mỗi ngày năm biến Và niềm danh hiệu Phật A-di-đà cũng có sự an ổn, cũng có thành tựu những điều như sở nguyện Nhưng tại sao con trong suốt một năm qua tụng tới 10.000 biến chú Đại Bi Nhưng mà những điều như sở nguyện con không có Và con vẫn khổ đau như là chưa tụng biến nào Kính thưa quý vị, tại sao như vậy? Tại sao có chuyện như vậy? Thành ra đây chúng ta hãy hiểu yếu chỉ của của mật tông. Ở chỗ nó như là thiền định. Tâm chúng ta an trú ở trong mật chú. Không phải chúng ta vọng tâm mâm cầu cái gì hết. Còn người Phật tử tụng 10.000 biến chú đại bi mà mâm cầu cho đứa con tâm thần của mình bất bình và cái lòng mong cầu Bồ Tát Quan Âm gia trì cho con của con 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 nó thật là dễ thương nó thật là xinh đẹp nó lấy một người chồng sinh hai người con và nó đang sống hạnh phúc tự nhiên nó điên đi và người chồng chẳng biết làm sao làm ăn giàu sang mà cứ cứ khóc ròng như vậy và và thưa với con cho con 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 gửi cho mẹ mỗi tháng 10.000 Mỹ Kim 10.000 đô la để mẹ chăm sóc đức à, vợ của con dùm để cho con lo cái công việc làm ăn mà tìm cách chạy chữa dùm bao nhiêu tiền con cũng chịu nhưng cuối cùng 3 năm mà người người con không có bất bệnh bồ tát quan thế âm làm sao cứu được họ thành ra thưa vị ở trong tâm đó là gì trong tâm tham ừ. họ tri chú mà trong tâm tham đó là tham tham hy cầu thành ra do vậy mà nó không đạt như như ý nguyện cho nên phải cẩn thận điều này à, mình khổ quá mình mong cầu nhanh chóng thoát ra khổ đau bằng cách nương vào Bồ Tát quang thơm, nhưng nếu không khéo ở trong đó tâm mình tham cầu thì mình lại càng thất bại nữa. hay Di dạ Đà Phật. Di dạ Phật. Dạ chúng con kính cảm ơn thầy gia dạ Đà Phật. Dạ kính bạch thầy. Dạ đây có nghĩ mình có đủ thời gian để thầy bước sang một chủ đề kế tiếp là chủ đề con rùa. Di dạ Đà Phật. Chúng con thính thầy. Dạ kính thưa đại chúng, mời các vị nghe chủ đề thứ ba hôm nay đó là chủ đề con rùa. Con rùa. Đây là câu chuyện mà Đức Thế Tôn kể. Nó cũng có tính là là câu chuyện dân gian. À, cho chúng ta và tâm sự của hai hai con rùa với nhau và đầu tiên thưa tôn khẳng định một điều rằng cái nỗi khổ lụy đó là lợi đắc cung kính danh vọng nó thật là cây đến ác độc là chướng ngại pháp để chứng đất vô thượng an ổn khỏi các khổ ách đó là cái chủ đề đó là cái tai họa mà chúng ta phải nêu ra hàng đầu và thế tôn nhân đó cỡ một câu chuyện rằng Thời xưa, trong một hồ nước nọ, có một gia đình của rùa sống ở đó đã lâu. Rồi, một con rùa nói với con rùa khác rằng là Này rùa thân mến, chớ có đi đến chỗ đó. Nhưng rùa kia thì không có chịu nghe. Mặc dầu rùa nhắc rằng là bạn đi đến chỗ đó, thì sẽ bị thợ săn phóng trúng nó và cây... Phóng gì? Phóng trúng... Với cái cây lao coi dây. À, đó là cái cách mà thợ sen bắt rùa. <laughs> Rồi con rùa ấy không nghe lời. Cho nên đi đến ở chỗ kia. Và khi đến chỗ kia thì quả nhiên là bị thợ săn à, phóng cây lao. Và dính ở trên mai mai của con rùa. Và sau đó thì à, à, rùa à, cũng may thay vái vùng đứt khối cái sợi dây đó. Và đi về, đi về thì gặp bạn rùa ở tại hang ổ. Bạn rùa nói rằng có phải bạn đi đến chỗ đó không? Có phải bạn đã bị thương không? Có phải bạn bị bắn trúng hay không? Thì rùa nói rằng tôi không có bị thương, tôi không có có bị bắn trúng, nhưng có sợi dây này dính theo lưng của tôi. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ rùa mới nói rằng là bạn thật là bị thương rồi, bạn thật bị bị bén trúng rồi chính do cái vật dụng của người thợ săn này mà cha bạn và bạn đã rơi vào bất hạnh rơi vào tai họa bạn hãy đi đi này bạn rùa bạn không còn thuộc chúng tôi nữa tại vì bạn không nghe lời chúng tôi và bạn đã đã nhiễm cái màu danh lợi bạn đã gì bạn bị bạn đã bị mất bẫy rồi đã bị thương rồi bạn ở đây sẽ làm tai họa cho chúng tôi và người thợ sinh đó là ai chỉ cho ác ma cái lao này chỉ cho lợi đất cung kính danh vọng còn sợi dây này là chỉ cho hỷ tham yếu tố hỷ tham ở trong đời tài thứ ba này nêu ra chúng ta tu tập chúng ta tham cái môi trường vui chúng ta tu tập chúng ta mong muốn mình tu mà tâm mình nó vui nó ta nó, nó, hí nó đến chỗ vui rõ ràng tâm mình tham hí tham vui có vui là chúng ta mới ở lâu đi chơi cũng cần vui bạn bè gặp lại cũng cần vui cái gì cũng cần vui không rượu chè thuốc thang thì cái gì đó làm sao cho mình vui tâm mình nó nhiễm ở trong cái tham đó và thế tôn nói rằng do vậy đối với lợi đất cung kính danh vọng hướng thọ và ái luyến à, như vậy thì cái yếu tố cái câu chuyện gần như là là giống nhau về một tính chất nhưng mà nhân cái duyên của rùa của bạn rùa mà thế tôn dạy chúng ta đó là chúng ta chúng ta có được danh lợi cung kính trong đó thì trong tâm chúng ta nó hướng thọ và ái luyến cái điều đó do vậy mà bị gì bị lao đâm phải bị rơi vào cánh bất hạnh bị rơi vào tai họa bị ác ma muốn làm gì thì làm cho nên lợi đất cung kính danh vọng nó tai hại như vậy à, thế tôn vậy hãy vậy hãy học những điều như vậy hãy từ bỏ nó nếu như đã nhiễm còn chưa nhiễm thì phải phòng hộ chánh niệm hay với đà phật và dạ phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy và dạ đạo phật và dạ, kính thưa quý vị qua cái chủ đề này không biết quý vị có những cái ý kiến hay câu hỏi nào không Um, thời gian chúng ta không còn ít cho chương trình ngày hôm nay cho nên nếu quý vị có câu hỏi gì như từ rất là mừng để quý vị gọi vào để mà đặt câu hỏi nha Đức Phật và cũng thưa, thưa quý vị cũng như cái thường lệ thì cái chủ đề này à, câu hỏi của như Tường qua ba cái chủ đề chúng ta nghe cái chủ đề nào Đức Phật cũng chú trọng vào cái sự mà lợi đắc cung kính ái nhiễm nó 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 làm nó nó khống chế cuộc sống của chúng ta mà nếu nó chưa đến thì chúng ta hãy từ bỏ nó từ đừng có đừng có ham nó đừng có tham đắm nó thì ở đây mỗi một cái mỗi một cái chủ đề gì nó đều đưa ra một cái bài học riêng nhưng bài học ở đây như tường học được rằng là muốn tránh được cái tham ai di đà phật kính bạch thầy muốn cho mình đừng có tham những cái này thì cũng như vậy thôi theo con thì con sống đó, là con con ít đinh như cái chỗ đông con không có ham vui thì theo con thì nên về chùa tu tập tụng kinh nên nghe pháp chỉ có những cái đó thì mình mới viễn ly được mình mới xa lánh được những cái những cái vui của cuộc đời giờ thì con nghĩ chương trình đã hết giờ thầy cho phép con được kết thúc chương trình vâng thầy đạo, đạo phật rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua kính chúc quý vị được vô lượng an lạc bồ đề tâm kiên cố và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau lúc 8 giờ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính cảm ơn thầy xin kính cảm ơn quý vị Di Đà phật